vâng. Ở theo dài chiều là quê hương của Yên Đội Hà Tân Quốc không tỉnh. Em không phải về sớm đâu anh, em cũng hết chương trình thì em về anh ạ. Khương đánh vào một cái đô này. Vâng, à bác ở Hải Dương à? Hải Dương là chắc cũng mưa như ở Hà Nội rồi. Hiện nay có một số các bạn thanh niên thông cảm cho ban tổ chức. Xin gửi lại cho ban tổ chức 10 cái ghế ở góc kia để các vị đại biểu có chỗ ngồi. Thôi các bạn thanh niên chỗ kia khắc phục một chút. Ông ơi, cháu nhờ ông trọng tài ơi. Ông trọng tài ơi. Ông trọng tài ơi, cháu nhờ mông tí nhá. Ông ơi, cháu nhờ mông tí, cháu nhờ mông tí. À. Các cháu giúp đỡ ban tổ chức chuyển hộ chụp cái ghế ra đằng sau để các vị đại biểu, các nhà tài trợ được ngồi. Cháu chuyển đây tí, ông ở đây ngay. Ông đi hai bên này. Ông đi dịch ở đây, chứ không đi ở đối diện ông bà. Rồi. Xin mời các đội vào theo đầu nèo 1 và đầu nèo 2. Nhấc hướng trọng tài. Quá. Như vậy Đỗ Nguyễn Bá Dũng. Chú ơi, chú dịch cháu xin nhờ tí nhá. Cháu quay đi, chú ngồi bên này giúp cháu tí. Đây là quay cho đi làm gái xem này. Mở quá. Cho phát trực tiếp cho bà con xem. Con gái bên này được không? Dạ, được. Ông có đây, được, đợi chờ cháu đi. Hoa ngồi sau ông đi. Hoa ngồi đây, Được chưa, ông xem được chưa? Đây, anh thì dịch sang bên kia đi. Bảo rồi, ông thì xem đây. Đứng đây, thì đâu rồi, thì ông một trong mặt, ông chém. Mượn ghế là mất chỗ đấy. Tiếp thì ra đứng ngồi trong vòng. Huy Tránh nhá. Giải này hết rồi anh ơi, ngày hôm nay hết nhá. To lắm. Làng đứng qua mà. Ê, góc này tối quá. Cho lên sáng lên của anh chuẩn sáng nhá. Tối quá. Có được cái túi của em đây anh nhìn vào đi. Quả này còn phát luôn, quất thua trong quại luôn đó. À, đúng rồi. Này nhìn không chuẩn vào cái màn hình của em. Ở góc kia. Thôi giờ dịch sao? Trận đấu tiếp tục. À, đấy chỗ đấy. Bây giờ thế này là được rồi. Tấn máy dưới. Đẹp chưa anh ơi? Đi Hùng không đi à? Hương liệu có thắng không anh Hùng ơi? Hương ăn ngay. Tin chưa? Lên! 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 Ok anh. Ghi đầu chân với tì. Để cho chân với tì. Ăn này mệt. Quá chân lại ngay. Hôm nay các trận thi đấu đã bắt đầu, vậy kính mời các quý vị đại biểu và các nhà mạnh thường quân, các vị tài trợ xin mời lên hội ghế đại biểu ghế dân dương, đề nghị các nhà mạnh thường quân xin mời vào trong sới trường con phép chỗ này giữa mâm. Tôi đánh cả đao đẹp nhỉ. Em chào bác Vũ Văn Khồn. Chúc bác một buổi chiều tràn đầy năng lượng và hạnh phúc bên gia đình. Chắc chắn là không cần nghỉ. À, anh chịu không anh ơi? À, vẫn phải đi quay để phục vụ bà con, phục vụ các anh các chú chứ. Giải vật thì còn nhiều đâu anh. Chỉ còn nó 1-2 hội nữa thôi mà. Nếu như mà không đi quay thì thấy tiếc lắm anh ạ. 5 giờ sáng là hai vợ chồng ở Quảng Ngãi về đến bến xe ấy rồi, bến xe nước ngầm rồi anh ạ. Em chào bác Chiến nhá, chào anh Khải nhá, giải đấy có nhiều đô nổi đấy anh. Kim Anh cũng về này, em thấy Tân về này. Một số đô là hôm qua về rồi anh ạ. Sửa Giang tốt bụng. Chào Giang nhá.
ngoại đô tạm nghỉ. Gia Lâm này sang Gia Lâm Nhà Giang ra ạ. Đô thiên nhiên Hà Giang lại bùng kèo lý sao? Giờ cho các đô xin theo đi để tiến hành các thi đấu liên tục. Hiện nay ở giải thanh niên Yên Kỳ Sơn có đô Nguyễn Sơn Huy của Giao Thượng đang giữ, và giải quê hương Kim Sơn rất nhiều giải, 1, 2, 3, 4, 5 giải liền. Các mời các quý đô của quê hương Kim Sơn vào đăng ký thi đấu ở giải trai làng. Thế cơ, nữ làng ngay. Thực ra không biết vật trai làng với trai làng cũng không biết vật và vẫn vui mà anh. Gia Lâm đất vật nhiều sới lắm. Đúng rồi em. Nhà em ra đây xa không phải ra? Xem phải làm việc đi nhá. Xem phải làm việc luôn. Như hôm qua theo việc của tất cả các nữ thanh niên của bốn thôn của xã Kim Sơn có nguyện vọng là muốn thi đấu giải vật của hội keo. Vậy theo nguyện vọng thì ban tổ chức có đề ra 1, 2, 3, 4, 5 giải cho các đô vật trong xã của 4 năm thôn, nhưng phạm vi trong xã và tuổi không quá 60, từ 55 trở xuống, đảm bảo về sức khỏe thi đấu, đảm bảo được thì ta vào sân chơi đăng ký. Xin mời tất cả các đô vật trong xã mình. Đấy. Thua cũng được giải và thắng cũng được giải. Rất là khuyến khích các đô vật của quê hương vào thi đấu. Ai có nguyện vọng để vào làm vui cho quê nhà, thôn nhà thì xin mời vào đăng ký ngay ạ. Hiện nay là chỉ có Nguyễn Văn Huy của Giao Thượng mà là đăng ký. Chưa thấy một người nào vào đăng ký. Xin mời Edo và Sới tiếp tục thi đấu. Edo giải tiểu đô. Khương này gặp một đối thủ quá dễ ăn các bạn ạ. Trận đấu tiếp tục. Tháng nữa chị ơi. Giang, hai chị em đang nhắn tin trên live à? Giang xem anh xem hình ảnh âm thanh có nét à? Nay có nhiều bệnh nhân không mà nay bác sĩ Giang lại ngồi rảnh rỗi thế nhỉ? À, Khương đang không biết có sang sau được không? Đỏ thắng là chắc. Đỏ thắng là cái chắc. Đỏ chắc chắn là thắng các bạn. Gông quỳ, một đòn gông quỳ các bạn. Như vậy bằng một kỹ thuật nhấc nổi hai chân lên, đô Nguyễn Đình Khương Hà Tây đã ghi thắng giải tiểu đô. Thằng này nó lại chui vào đấy, cuốn này thằng này qua trường đó, qua trường hết rồi. Ngày thì ban tổ chức thì cũng là những ban tổ chức rất là quen thuộc của một số cái sới gần đây mà các bác xem. Đó là có ông Đô Sức. Đấy, ông Đô đeo áo trắng nhỉ. Đấy, ban tổ chức này giống như ban tổ chức của Ninh Hiệp các bác nhé. Trọng tài anh thế. Cường lại gặp Lập. Lập lại vào. Và phải đi ra kiểm tra này, hố cho đồ không đỏ. Một chắc cái này sau này.
À, hai trọng tài. Rất trọng giới thiệu. Kèo thứ ba của giải tiểu đô. Đô Nguyễn Đình Khương Hà Tây nhị thắng Phố Đỏ. Đô Nguyễn Văn Lộc Vinh Phúc Phố Danh cấp kiện thương quốc gia. Vào theo. Hai đô nghe xong xe là cũng thưa quý vị, tại sao là có các đôi đêm mà chúng tôi giới thiệu kiện tướng là như thế này? Ở trong cái chương trình nội dung vật quốc gia là có vật tự do và vật cổ điển và vật dân tộc, tất cả có 12 hạng cân của tự do và cổ điển, 18 hạng cân của vật dân tộc Việt Nam, là tất cả các hạng cân như vậy. Vận động viên nào có huy chương vàng bạc sẽ được phong cấp kiện tướng quốc gia. Hai đội chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Khương Mật Lập, anh Khải bảo là Khương Mật Lập thì ai thế được? Đấu phần đầu của Vĩnh Phúc là hai đô luôn luôn đấu đầu nhau ở hạng cân 48-54, và vừa rồi đô Đỗ Xuân Lộc mang cho cuộc phố xanh đã vô được một giải gần đây nhất, giải quốc gia thi đấu ở sân Tây vừa rồi. Đề nghị quý khán giả cho một chào vỗ tay động viên hai đô. Con máy kia báo nóng rồi, xem của hoa xem nào, giữ ở đấy à, cho nó vào chỗ này rồi hết nóng rồi, để qua xem nhé, có bật con này lên nó xem. Vâng, em chào bác Nguyễn Quốc Đạt, chúc bác mạnh khỏe bình an. Hiện tại bây giờ em đang ngủ giường ngồi dưới trời rất là nắng, thì phía trước mặt các bác là sân giới rất là đẹp, hình ảnh âm thanh rất là đẹp. Năm cho hai đô. Không, em nghĩ là Khương ăn đấy anh ạ, vì Khương nhất thắng rồi. Nói hay hơn. hết ho rồi anh ạ. Cắt cơn này, cắt cơn ho này. Khả năng là chỉ hấm húng hoang tí thôi, giọng trong hơn tí rồi anh ạ. Cảm ơn bác Nguyễn Quang Khanh. Sáng nay đi Lý Sơn về, chiều nay là phải sang bên Gia Lâm quay vật cho các bác xem luôn. Chết rồi, Lập ơi, cố lên em. Tí nữa thì Lập thua các bạn. Cú chân. Nhưng mà Khương thì nếu mà để mà đánh bình thường thì chưa chắc Khương không ăn được Lập. Nhưng mà Lập hoa hai mây này, Khương thì bé hơn, Lập to hơn. Đá rồi. Nhưng mà tiểu đô thì trừ Tuyên với lại ấy thôi. Tức rồi. Đau. Vận động viên giải nhất tiếp nữ tiếp tục